vào nhiều thắng bấy nhiều. Đấy, à, lúc buổi trưa vừa rồi em vừa sắp gần nhất. Đầu dây nó thành cái kệ mẹ. Chúng ta không hành được thầy che. Thầy vừa chữa vừa giảng. Thầy thầy đọc ba này, 38 này, 17 này, 16 này, 16 này, 130 này, 145 này. Đây là một phác đồ. Phác đồ thứ hai, 3. Có trong chìa khóa bản năng nhé. 38 này, 17 này, 16 trở lại này. 16 đã cầm máu vì nó đỏ leo rồi lét thế này. 16 này xong rồi 50 này. Đấy. Rồi 100 này. 130, 145. Đấy. Tiếp theo 4, 13, 130. Phong trì. Vâng. Đấy. Còn đã chưa mắt thì cứ đồ hình này mà chữa cũng không sao. Cận cũng thế, mộng cũng thế, vâng. Bạn cũng thế, viện cũng thế. Thế tất cả đúng. Như nhau là mắt thôi mà. Nào, tay, hợp cốc, phong, nội quan, đồng ứng mắt, đồ hình mắt. Đó. Nào. Bây giờ cô cảm thấy cái mắt ra sao? Mắt quang vậy. Quang thế hả? Làm cái mộng mắt mà nó quang ra và nó đỡ cổ. Thì cứ vài ngày nó xẹp đi. Nha, thế là mình cho thôi. Nhưng mà còn đây là cô nó đỏ như thế này này. Đây này, còn viêm kết mạc. Viêm kết mạc là 16 ạ. Đây, không viêm kết mạc là làm thế này. 4, 4A, 4B này, 65 này. 73 này, 267 này, 558A, 558B, viêm đã viêm kết mạc thì viêm giác mạc luôn, phải chữa luôn viêm giác mạc này. 73, 131, 423, 267. Đây. Cái này gọi là huyệt tiền đình. Tiền đình nhé, 557 cũng là nó nhá. 557 đây. Tiêu viêm tiêu độc. 41, 127, 19, 143, 26, 61, 3, 38, 41, 50, 60, 85, 29. Đấy. Có vậy thôi. Cô bây giờ cô cảm giác thế thế nào cái mắt nào? Cảm giác cái mắt bên đây cũng quang ạ. Quang ra thế. Nhưng mà cái mắt bên đây thì cảm thấy hơi sót sót. À, sót sót là vì bên này cô viêm nặng quá. Đây, cái mi bên này cô mở mắt cho mọi người xem, thấy chưa? Đỏ. Đỏ đỏ lét nhá, nhưng bên này không đến nỗi thế. Thấy không? Nha, bên này nặng hơn, sót sót. Xong. Đầu tiên thầy vừa mới bấm vào cái số tiền đình. 557 gọi là tiền đình. Nhá. Rồi. Rồi, tiếp tục. Thầy chưa cho bên trong mắt. Bác chữa cái gì? Bác chữa gì? Để cô kia trước, cô kia trước. Cô này trước, bình tĩnh. Bê ghế rồi, đành thua rồi. Bê ghế á. Còn bộ mắt. À được rồi, thế đi. Đây. Thầy ơi, thầy ngồi xong bên này. Mắt ngồi lên mắt. Nó đổi ghế của thầy ạ. Con chuyển sang bên này. Em đang chụp cặp em nhé. Con bị mộng mắt nhưng hồi lấy mắt nó hay mỏi á. Ngồi nhìn TV một lúc thì nó mỏi. Con mỏi hả? Dạ. Thầy ơi, hai quyển này có giống nhau ạ? Giống nhau, hai khác nhau. Khác nhau ạ? Cái đây quyển thì này nó chủ. Các vị có rồi chứ. Này, dạ. Chị này là
mộng mắt nha. Quay cho này, phát trực tiếp. Cô về các cô cũng quay lên, các cô đăng lên. À, tôi đọc huyệt nhá. Rồi, tôi đọc huyệt lại này. Số 3 38 17 16 50 130 131 à, 195 đây, xong rồi 4 13 130 phong kỳ, đồ hình mắt ở cổ, đồ hình mắt ở lưng nhá, vâng, đồ hình mắt ở tay à. Ra đấy, đánh dấu rồi, tài thế. Xong, à còn cái mỏi mắt nữa. Đây, 4 65 100. Mỏi mắt người ta gọi là viêm thần kinh trên hốc mắt nhá. Đấy, thì 16 nữa này. Mười sáu, 41, 87, 85, 61, 16. Nàng thấy cái mắt bây giờ ra sao rồi? Nó vừa quang vừa mát mắt thế. Nè, vừa quang vừa mát này, 130, 65, 423, 26, 180, hợp cốc nội quan. Nào, giờ nàng thấy cái mắt quang mà mát mát mắt lắm ạ, tại vì có thể biểu như kiểu khô khô mà nhìn nó mỏi mỏi như thế. Giờ còn mỏi không? Hết rồi ạ. Hết mỏi. Đấy, viêm thần kinh hốc mắt nhá. Cái này chỉ chữa 2-3 lần nó khỏi thôi. Nhá. Xong của nàng. Con mượn thầy để con đi ra để cho người con mượn thầy để con nháy nháy này mà. Đây là bệnh mắt nháy. Mắt nháy ạ. Thầy ơi, em xin thầy một vài phút ạ. Một cái xương sống như này ngã giáo mà nó bị tật khoảng độ vài năm nay rồi thì cái thầy tư vấn cho em xem xử lý như nào. Và ông làm bầm báo vào xương vết chấn thương ơi. Gì đây? À rồi, vào đây. Vào đây nhá, tí tôi làm cho nhá. Còn ngoan lắm. Đây, chỉ có tôi nó mới nghe. Dạ. Thế này nhá, bầm máu ở xương chấn thương. Nhá. Đây, nếu ông này thì tôi làm thế này. 156 cộng, 7 cộng, 50 cộng, 3 cộng, 61 cộng, 290 cộng, 16 cộng, 37, 41 nha. Còn cái xương sống này thì ông làm thế này, 8 này, 198 này, 89 này, số 1 này, 43 này, 23 này. Thì hoặc là 173 hoặc 143 cũng được nha. Xong rồi thì xong rồi, chả cần cái đó nữa. Cho lên đây 103, 103, 300, 1342, 348 nha. Xong rồi đến đây 64, 74, 61,
Đây 99 403 300. Đây. Đau không không? Đau. Đó. Nha, đây là cái vùng 125. 725 ấy. À, 275. 275 ạ. 275. Xong. Rồi. Đây nữa. Tôi nhờ ông cái này. Xương sống thì làm đây. Đấy. Đau không? Đau lắm. Đấy. Nhá. Đấy ông làm thế cho người ta là được thành công thôi. Vâng. Xong rồi. À rồi 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 rồi. Xong rồi. Ông xong. Cho cháu nhá. Con cái mắt không ạ? Mắt gì? Mắt bị chảy nước mắt sống này. Bị hút. Chảy nước mắt sống thì ông có phác đồ đây, ông tự làm lấy cũng xong mà. Tôi lấy số 1 quần, số 1. Tức là nó bị tổn thương ở trong này, nó bị ấy chứ không phải là nước mắt sống bình thường. À, thế thì đây, này. Bầm máu và xương như chấn thương, nhá. 156 dương, 7 dương, 50, 3 dương, 61 dương, 290 dương, 16 dương, 37, 41. Đây là bầm máu và xương chấn thương, nhá. Đây, bộ vị mắt này. Ông làm đồ hình mắt thì ông làm đây. Đau không? Đau. Đấy là đồ hình mắt cũng được. Chứ làm phát đồ mắt thì mất công lắm. Đây. Đâu? Đâu? Đó. Đây. Hơn ngài cứu ở những chỗ như thế này. Đây. Rồi. À, chưa đọc cái kèo gì, chưa hút chưa làm thắng. Chưa hút đó, ông làm trừ đàm thấp thủy, tiêu viêm chưa đọc. Dạ. Vậy ông làm cho tôi. Còn cơ, cái đầu gờ, cái đầu gờ này nó bị vỡ. Nó bị vỡ, nó bị vỡ. Bây giờ cháu gái này đang muốn về lắm rồi. Bé chờ tí nữa ta. Bé vào đây. Dậy mắt. Cháu này là cộng gì ạ? Có. Để cháu. Tí là ông làm cho đau chưa? Đau. Rất đau. Rất đau. Đây, đau đầu gối đây. Rất đau. Thấy không? Ừ. Đau chưa? Đau. Đấy, cái cô nương nào vừa rồi là bỏ mắt đấy. Đau. Thấy hiệu quả chưa? Đau lắm. Bỏ mắt đấy. Kìa. Mỏi mắt nào? Bớt mỏi chưa? Con hết rồi. Ờ. Thế bây giờ về làm tiếp tục thêm 1-2 lần nữa là xong. Nha. Viêm thần kinh hốc mắt này. Viêm thần kinh trên hốc mắt. Đã. Xong. Vâng, xong rồi. Ai. Không cho nó cũng không sao. Vâng. Cháu này bị làm sao ạ? Cận gì ạ? Cận bao nhiêu độ rồi? Cũng gần khói rồi. Lúc đầu là cháu mới cận ạ? Chả biết nữa. Giờ quên mất rồi. Mẹ nó đem đến. Cứ đi xem đi trên đây. Đây tôi chưa cận được cháu này. 2 4 này. Nó nhìn được 8 hàng rồi. 8 20 12 13 73 65 100 131 130 đấy, 334 65 267 358 423 267 lại, cái 267 làm mắt sáng nhanh lắm, và 180. Ai mà cứ bỏ loạn thì là chỉ có thế này thì 180 nhá. Phong kỳ
đồ hình mát. Hộp cốc đây. Đồ hình mát đây. Vâng. Được, viêm họng. Viêm họng là chữa như thế này đây, tiêu viêm khử 156 38 17 a 38 7 50 19 64 37 3 61 290 16 26 đó là tiêu viêm khử ứ. Bộ vị của cái bộ phận của họng là 8 20 12 61 19 74 64 đây 14 275 276 277 đây đồ hình của mắt của họng đây đau không đó. Nó cứ tồi nó quấn thôi. Các mẹ nó xui rồi. Đây họng đây các bạn thấy chưa? Đấy. Nắm vào. Họng đây. Nha, mẹ nó hơ cho nó đây nha. Hơ đây nha, hơ đây nha. Hơ đây nha. Xong rồi. Chào chưa? Chào chưa? Ừ, ngoan. Úi giời. Dạ. Chắc là được không? Nếu như phải thương lượng với bà con chứ không làm sao được. Thương lượng với bà con ai cũng muốn trước thì làm sao? Có cho cô về sẽ biết không? Đấy, người ta thương lượng với chị thôi. Đấy, nhìn tôi làm đấy. Vâng, vâng. Đây rồi, tôi có dấu của chị đâu ngồi gần. Thế nào? Thế. Hôm nay có rồi mày. Đây, cô bệnh gì? Cái này mình mua ở lớp mình ở đây Trần Cẩm. Cái đó chốt rồi, tốt rồi. Có rồi mà. Có 5 quyển là nhỏ ngắn ngắn. Chung luôn em có 3 quyển thì không lấy. Đây này, cô này là tắc hội chứng đây, tôi làm thế này đây, chống nghẹn ngạt 19 14 275 277 không cần 27 đâu, 61 thôi. 61. Vâng, tôi để em bấm cái cầm. 39 26 312 184 85 87. Đó. Tôi nhắc lại cho các vị xem để chữa tắc vòi trứng người ta bấm là chống nghẽn nghẹt này 19 27 14 275 61 39 26 312 184 85 87. Đây là chống tắc nghẽn, tắc vòi trứng làm thế. Thế cái trứng nó ở đâu? Đây là cái buồng trứng này. Còn đây là đường ống dẫn trứng này.
đau đâu của vợ tôi nhá, đau không? Thầy hội đau về nhà. Dạ, dạ. Đau không? Chờ tí nữa để con ấy đã. Đang dưới đồng ruộng đang tranh thủ ngày đi. 15 phút nữa nhá. Cháu bị giãn đồng tử nhá. Nãy em khi nãy nó vừa giãn đồng tử nhá, mà nó giãn là to ra, bây giờ chỉ ấm lại nhỏ nhỏ lại. Cái cào này thì ta dùng cái khác. Thầy bỏ tay trái đang chụp cái ảnh đó. Đây. Nhìn con cười cái nào. Nghe chưa? Chốc về cô đốt cái hương nải cô hơi nóng cô vùng này cho tôi. Nguyễn Thị Bạch Yến đâu rồi? Đó. Thì cái buồng trứng của cô, cái đường ống dẫn trứng nó được nở ra. Nghe chưa? Thế thôi, xong. Về. Tức là đốt hơn hay là bây giờ đốt đến đây? Về thành phố đốt, ở đây đốt càng tốt. Làm cho mình xong đến ngày. Cái nhận là lần sau khỏi. Bao nhiêu người à? Hả? Bạn chưa đi khoảng bao nhiêu người ta? Tôi biết đâu mà lần, rồi có người nặng, người nhẹ. Nhưng đây cái lỗ của nó thế này. Thì là nó nhỏ nhưng mà cái lỗ nó to thế này thì nó lại ra được nhanh. Nó xít thế này giờ cái càng có. Nào, hai. Cận lắm. Chị Kim à? Con nào gần? Con là bao nhiêu tuổi đây? Tranh thủ ra đi. Con 30 tuổi vẫn chưa được nhá. 48 tuổi còn chưa được cơ mà. Có thầy cô đi dạy cấp 2 rồi vẫn chưa được cận mà. Đây, nếu mà tích cực thì ta làm theo Trần Dũng Thắng trước này. Vâng. 34 này. 6 này. 34 1 127. Đấy là cận. Đấy là của Trần Dũng Thắng đấy. Cận đấy. 267 này. 130 này. Số 3 này. Và 188 này, hay người ta gọi là chữ ế minh sau tai. Đây, ế minh sau tai. Đấy là theo cụ Thắng nhá. Dạ. Ta làm theo ông Trần Cẩm như thế này. 2 4 8 20 12 34 không 13 73 34 65 267 131 130 thấy chưa? Dạ. Quay trở lại 34 65 267 358 423 267 180. Đây là chúng cả loạn ở đây này. Dạ. Phong từ đấy. Thấy chưa? Vâng. Rồi hình mắt này. Rồi hình mắt đây. Tai. Tai. Thế còn là nếu như các nàng làm cho nhau thì các nàng có thể làm như thế này được này. Tôi bảo nhé. Đây. Đây là đồ hình mắt là cổ. Nghe chưa? Đồ hình mắt là cổ. Đây. Đồ hình mắt. Được cái này. Nghe đây. Rồi. Đó. Thầy ấy ở đây thì là mình muốn làm. Ơi thì làm mắt nhiều lời làm cho con cái đầu rối đấy. Mấy lần lên tôi bảo là thầy em mất cổ lâu lắm là mình đau đầu. Đau đầu. Đầu ở chỗ nào? Đau đầu. Lớn là bên này mới là đau đầu. Này. Tôi chưa đau. Đau đầu đi thì hết đau đầu thì ngủ ngon. Tôi chưa hết đau đầu ở cái này nhá. 103 106 60 39 127 51 61 26. Thấy cái bảng này giờ ra sao? Không
tức là cứ trời trời là đau đầu, mất ngủ triền miên. Thế đau cái chỗ này, đây. Đây đỉnh đầu cả bên này. Đây. 103 50 50 87 51 à, 105. Chưa. Chưa. Ừ, 15 phút nữa rồi. 87 127 19 37 106. Thấy cái đầu đầu giờ sao? Không, lúc này thì nó không đau nhưng mà con muốn chữa à? Mất ngủ ấy. Thế về nhà cô làm thế này là nó sẽ hết nhá. Thế cái đau đầu mất ngủ thì có 4 cái nghiệp chính này, 104 34 26 và số 0. Còn chập tối đến khi mà mình bắt đầu đi ngủ đấy, mình lấy ngón tay mình day chỗ này này. Đánh ngủ hay sao? Một chỗ này là huyệt 26, anh nhiệt cùng mình ngồi thế này, hai bàn chân sát vào nhá, nó nóng lên nhá, rồi ngủ. Theo cái cướp này, đổ đâu 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 xác định đâu ở vú khác, à vú hả? Tức là lúc nó cứ kiểu như là cái kiểu như là một bên này đau, tức là bên trực thuộc càng đau ấy. Nó rất rất cảm giác nó đau. Đây là quay trực tuyến. Đây 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 đây. À vâng. Vâng, được rồi. Kính là thông minh đấy. Đúng. Chứ còn cái kia là nó mặt nó không phải. Không nữa nha, nữa nha, lên đường nha. Thật sự nha. Thật sự rồi. Thật sự sẽ thật sự. 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 Thật sự đau rồi. Được ạ. Được chứ, được, chứ rất dễ, không có gì khó. Đây này, thấy 89 này, 73 này, 47, 491 này, 209 này. Số 3 này. Không, bác ơi. 60. Nhưng mà đấy là có khả năng đau cái vú, thì pháp đồ vú là thế này. 60. Thôi không sao, đây được mà chị mình số 3. 73. Thầy quay suốt từ lúc 179. Đau vú đau ngực à? 283. Nào cô nương thấy cái ngực bây giờ ra sao? Bụng nó cứ đau, đau sắc chỗ trên. Đau không? Đúng rồi, cái chữ liền. Đây, đồ hình này. Dùng mình luôn. Dùng người làm như thế này là nhanh khỏi này. Vâng. Nhá. Làm thế vài lần nữa hết thôi. Là hai bên hay một bên này? Một bên hai bên. Một bên thì chỉ cần một bên này thôi là đủ. Ơ đây, chẳng hóa nó đau những hồn mà. Thế vào hơ vào đây nữa, nó hút lửa vào đây thì cái này nó khỏi. Nha, xong. Còn vân phòng phụ hả? Ôi giời ơi, thôi thì được rồi, cho cô này tí. Vâng. Tôi cũng muốn là để làm chỗ nào nữa đây. Này, tiêu viêm, tiêu độc. Đấy, tiêu viêm tiêu độc đây này. Tiêu viêm tiêu độc có nãy đọc rồi mà. Bây giờ gọi về mất rồi giờ làm sao? Chả phải hẹn đâu. Ai đến sớm tôi phục vụ sớm. Ai đến muộn tôi phục vụ muộn. Ở đâu? Về đây ở. À thì phải trọ lại đây. Không, phải đăng ký trước. Không, không, cứ về trọ lại là làm thôi. Vâng. Đây là số 3 nhá. Số 3 nhá. 19 nhá. Người ta gọi là âm họ âm đạo. Tử cung thì 61. 63. 1
53 19 Thế để đưa cho một chị ở đây đang quay. Có đơn giản đấy chị. Chị gì nhỉ? Chị Thương hay chị gì? Thấy chưa? Nha. Người đẹp. Thơ vào đây. Có thể nhìn thơ vào chỗ này này. Cảm thấy giờ ra sao? Đau quá, thế bên này cứ ngực ra. Nó đau quá thì nó chưa có cảm giác. Đó, xong rồi đấy. Thế cảm ơn. Ai? Không, không, không. Thì tôi mông phải xuống dưới cơ chân. Cái này thì các anh nhất vào rồi mất số 5. Đây là đau mông có phần cái đỏ đây. Số 5 74. Bây giờ anh thấy chưa? Bảy tư này, 51 này, 219 này, 19 này, 55 này, lấy đường rồi, rút quân, 55 này, 61. Xong rồi. Cảm thấy cái mông giờ ra. Cái buốt rồi, thế là nhanh thôi. Hưởng ngồi ra mai đó không rồi. Ủa mưa gắt ra. Cho lương rồi lại. Đây. 044. Cảm ơn em. 740. Em cứ ghé ấy đi tí trả chị Hoa đây. Xong rồi. Tầm này nó bắt đầu nhìn nó hơi mở cái giờ này là Mất mình cũng thế. Đấy, đang giật mà nó dừng ngay. Sướng quá rồi, phải không? Đây, các bạn thấy chưa? Đau nhức mắt mà làm phát hết luôn. Thôi, vậy là... Cảm ơn thầy. Giúp em